hướng dẫn mọi người sử dụng cái con Fuji Ryuki SKS 6900 nhá. Cái con này nó là bản cao cấp của Fuji Ryuki, nó có dây sưởi nên là mọi người khi sử dụng sẽ sử dụng như sau. Đầu tiên là cái liwa này. Cái liwa này đã được cắm vào điện, cái dây này đã được thít vào cục đổ điện sang 100V rồi nhá. Thì mọi người cứ thế là dây cắm thẳng vào cái phích cắm thế thôi. Và thứ hai, khi ngồi vào sử dụng ấy thì cái gối này nó mang tính chất là trang trí thôi. Thì khi sử dụng thì lật gối đằng sau. Đấy, lật gối đằng sau để mình nằm lên. Nằm lên ấy thì cái hai bên nó có hai cái dây sưởi này. Dây sưởi này thì nếu mà mình muốn sưởi lưng thì mình cứ để như thế này mình ngồi. Còn nếu mà mình muốn sưởi bụng thì mình tháo nó ra như thế này nhá. Đây. Tháo này ra. Nó có khóa này nhá. Đây. Bên đây nữa. Đó. Tháo khóa ra như thế này. Và sau đó mọi người thấy là đằng sau này nó có khóa tiếp này. Thì mình tiếp tục tháo cái khóa này ra. Đó. Tháo khóa đằng sau ra. Đấy, tháo khóa đằng sau ra như thế này. Tháo khóa sau ra. Và mình cái này nhá. Mình sẽ vắt lên bụng. Đây, cái con này. Đấy, nếu mình sửa bụng thì mình có thể dùng vắt này, vắt lên bụng. Đó, vắt như thế này, ngồi như thế này. Đấy, và bật bài lên. Và lưu ý là nếu mà cái bác nào mà muốn bóp nó sâu, nó mạnh hơn ấy, thì mình bỏ cái đệm vào lưng nhá. Như thế này. Đó, cái tấm đệm vào lưng này bỏ ra. Đấy, bỏ ra và ngồi trực tiếp vào ghế như thế này. Đấy, và bật máy lên. Tay để đây và nằm thả lỏng người thoải mái. Đấy, bật ra nó sẽ như thế này. Thì cái con này nó có hai ngôn ngữ nhá. Nếu mà muốn chuyển sang tiếng Anh thì chọn đây. Vào đây chuyển sang tiếng Anh này. Đấy, ok là xong. Còn nếu mà mình muốn sử dụng cái bài, đây nó có những bài 30 phút này, toàn thân này, rồi là kéo giãn này, vai gáy này, bài nhớ này, lưng eo này, bài nhanh 7 phút này, rồi các cái bài động tác chuyên sâu này, cài đặt này. Đấy, thì mình muốn massage toàn thân thì vào đây, còn muốn các cái bài 30 phút này, bài 30 phút có bài VIP này, lựa chọn bài VIP này. Đấy, thì mình vào như thế này để cho nó dò lưng, dò cơ thể nhá, để nó xoa bóp nhá. Đó, cứ làm thả lỏng nó ra nhá. Đấy, thả lỏng nó ra như thế này. Con này nó, cái sưởi này nó cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, nên là khi mọi người sử dụng thì nên mặc áo mỏng thôi nhá, không mặc áo dày. Lưu ý là không mặc áo dày. Đấy, khi nó dò phần gáy xong thì bấm ok. Đó, thế là nó bắt đầu nó hoạt động. Và trong đây là nó có chỉnh lực này, cái này chỉnh lực con lăn này. Đấy, mạnh nhẹ này. Đấy, giảm này. À, đây là chỉnh phần túi khí này, đó. Đây là chỉnh con lăn này. Đấy. Nó có 3 nấc này, tắt này, tắt con lăn này. Nấc nhẹ này, trung bình này, mạnh này, đấy của con lăn nhá. Đó. À, đây là chỉnh túi khí của vai, sau đó vai, arm, tay này. Đấy, phần lưng eo này, chân này. Đấy, phần mông, chân, đó. Đấy, ok. Đấy, ví dụ mình chỉnh và đây là bật chức năng sưởi đây. Đấy, chức năng sưởi đây. Đấy, chức năng sưởi nhé. Đó, khi mình ngồi vào như thế này thì mình cứ thả lỏng người ra để cho ghế nó xoa bóp nhé. Đấy, xoa bóp thì khi mà sử dụng ghế thì mọi người nên lưu ý là sử dụng thời điểm tốt nhất là thời điểm buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đấy, trước khi đi ngủ thì mỗi ngày làm tối thiểu là trung bình là buổi sáng một bài và buổi tối một bài. Đấy, buổi sáng thì giúp
cơ thể tỉnh táo khoan khoái để làm việc. Còn buổi tối là giúp mình lưu thông khí huyết, mình ngủ ngon hơn nhé, giúp mình ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn. Đó thì đấy, thì cái con này trong đây nó có rất là nhiều cái động tác. Cái này là phần di chuyển vị trí con lăn nhé. Đó, mình muốn bóp vị trí nào mình di chuyển nhé. Đó, ok. Đó. Đấy. Đó, đấy là phần bài tự động của bài 30 phút. Còn đây là bài tự động của toàn thân. Đấy, trong cái bài toàn thân này nó có rất là nhiều bài tiếp theo nhé. Đây, cái có bài refresh này, bài này bài biến đổi theo từng ngày nhé. Mỗi ngày nó làm một kiểu luôn. À, trong đây bài có giãn này, kéo giãn này. Đấy, bài gáy này. Đấy, bài nhớ này. Lưng eo này. Các động tác 7-7 phút này. Đó. Đó, đấy là còn khi mà mọi người dùng xong như thế này nhưng không được nó ghế nó đang ngả này không được trèo dậy nhá, mà mình phải tắt nó đi xong rồi bấm này. Đấy, bấm này để cho ghế nó dựng lên, nó về vị trí ban đầu mới được xuống nhá. Khi ghế nó đang ngả là không được phép trèo lên và trèo xuống nhá. Và các cái vị trí đằng sau con ghế này không được để những cái bàn ghế hoặc là vật cản hoặc là để quá sát tường nhá. Thì nó dựa vào tường nó gây hư hại ghế. Đó, để mọi người khi mà sử dụng là lên lưu ý nhá. Đó. Đấy, khi mà sử dụng xong như thế này, dựng như thế này rồi mình mới đứng dậy. Đó, ok, đấy là em vừa hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái con ghế Fujiyuki SKS6900. Đó. Đấy, khi sử dụng xong thì cái đệm này mình có thể lại dán nó vào, ở trên thì dán nó vào nhé. Ở trên thì ở trên dán nó vào xong lại cài khóa vào như bình thường nhé. Xong lại cài khóa vào. Đó. Đấy, có như mình cài xong này. Đấy, và tùy mình, nếu mà không dùng cái đệm này bằng bụng thì mình lại cài tiếp cái khóa ở đây cho nó cố định vào đây. Còn không thì thôi cứ kệ nó, cứ này dùng. Đó. Cảm thấy mà người nó đau quá thì cứ để nguyên này, còn muốn nó sâu hơn nữa thì bỏ cái đệm lưng này ra nhé. Đó. Đấy, thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái con Fuji này. Đấy, mọi người có nhu cầu hoặc quan tâm về những cái sản phẩm này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0964 480666 nhé. Em Sơn, chuyên ghế Nhật. Xin cảm ơn.